Từng được kỳ vọng là khu đô thị có hạ tầng kiến trúc cảnh quan đồng bộ, tạo môi trường sống văn minh hiện đại, thế nhưng sau một thời gian, khu dân cư đô thị Hút, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh đã bộc lộ nhiều bất cập. Đây là hiện trạng của những căn nhà liền kề khu dân cư đô thị Hút ở phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Hàng loạt công trình sau khi đưa vào sử dụng không còn giống với thiết kế phê duyệt ban đầu. Nhiều căn hộ đã bị chủ nhà tùy tiện thay đổi hiện trạng kết cấu, khiến cho bộ mặt nhiều tuyến đường ở đây trở nên lộn xộn, bát nháo. Tình trạng cơi nới lấn chiếm không gian chung làm phá vỡ quy hoạch tổng thể cũng đã xảy ra ở nhiều dãy nhà. Bên cạnh tình trạng vi phạm về xây dựng thì các căn nhà bỏ hoang nhiều năm cũng đang làm cho bộ mặt khu đô thị này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Những vi phạm về xây dựng lộn xộn cảnh quan ở khu dân cư đô thị Hút đã tồn tại trong một thời gian dài. Điều này đang đặt ra những vấn đề về công tác quản lý đô thị tại đây.